ngày 21, Đức Maria dâng mình trong đền thánh. Đây là ngày lễ khiến chúng ta phải tưởng tượng Đức Maria lên mấy tuổi khi dâng mình trên đền thờ. Tại sao Đức Maria lại dâng mình? Đức Maria đã làm những gì trong đền thờ? Các sách ngoại kinh đã trả lời tất cả những vấn nạn như thế, nhưng những câu trả lời ấy có được bao nhiêu giá trị? Mầu nhiệm Đức Maria dâng mình trong đền thờ chính là mầu nhiệm chúng ta phải sống. Khi lãnh nhận phép thánh tẩy, chúng ta cũng được dâng hiến vào đền thờ là mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Ở đó, chúng ta phải sống như Đức Maria đã sống trong đền thờ cựu ước: ẩn khuất, khiêm nhượng và yêu mến. Đức Maria đã sẵn sàng trước sứ mạng trọng đại, ngay cả khi mẹ thực hiện lời cầu nguyện của toàn nhân loại và cho toàn nhân loại. Đó cũng là công việc đức ái của chúng ta ở đời này. Điều này sẽ sửa soạn cho chúng ta dâng mình trong đền thờ vinh quang Chúa, tức là thiên đàng. Mọi người hãy luôn luôn nhớ rằng, chúng ta không thể lên thiên đàng một mình. Lạy sao biển, xin đến cứu giúp chúng con. R. Raymond, OSCO.